Nguyễn Cao Kỳ Duyên và cuộc tình ly kỳ với ba người đàn ông. Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngay khi ra đời đã thừa hưởng trọn vẹn những nét đẹp của mẹ cô, tuyệt sắc danh nhân Sài Gòn thập niên 60 Đặng Tuyết Mai. Cô thừa hưởng đầy đủ trí tuệ và sự hài hước của người cha, cùng những nét tinh túy nhất của một người gốc Bắc. Sau đó, ngay khi đặt chân vào làng giải trí hải ngoại, Kỳ Duyên tỏa sáng trong chớp mắt, nhưng không phải là may mắn ngẫu nhiên. Nguyễn Cao Kỳ Duyên học đàn piano từ lúc 5 tuổi. 13 tuổi cô học thanh nhạc chuyên nghiệp, khiêu vũ và hội họa. Bà Đặng Tuyết Mai chú trọng đặc biệt đến sự phát triển của cô công chúa. Bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, bà đều đưa con gái đến các bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng, các nhà hát giao hưởng. Nhờ thế Kỳ Duyên dù học ngành luật tại Đại học Western State, tốt nghiệp với tấm bằng loại danh dự, nhưng vẫn sở hữu tâm hồn giàu chất nghệ thuật. Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng của Kỳ Duyên trong vai trò MC là tại cuộc thi Hoa hậu áo dài ở Long Beach, California. Năm 84, đĩa hát đầu tiên của cô được Tùng Giang Studio ghi âm. Năm 85, cô xuất hiện lần đầu như một ca sĩ tại Seattle, Washington. Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường biểu diễn tại Las Vegas, California, Mỹ và Paris, Pháp. Ban đầu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm MC và đi hát để kiếm tiền trang trải cho học phí tại đại học đắt đỏ. Ra trường, cô hành nghề luật sư và thi thoảng nhận show cho vui. Tuy nhiên, những hồ sơ giấy tờ kiện tụng của cuộc sống phức tạp khiến mỗi lần trở về nhà của cô đều nặng trĩu mệt mỏi. Trong khi làm MC vừa vui vừa thư giãn, lại thu nhập cao. Người ta mời tôi đến để nói mấy câu hài hước vui vẻ. Thu nhập từ một đêm làm MC bằng 3 tháng lương luật sư. Thế thì sao tôi không bỏ nghề luật sư đi làm MC? Đó là chia sẻ của cô. Tài sắc vẹn toàn, nhưng cuộc sống riêng tư của Nguyễn Cao Kỳ Duyên thì không suôn sẻ. Nó đa đoan đúng như câu kiều, tài tình chi lắm cho trời đất ghen. Nguyễn Cao Kỳ Duyên kết hôn lần đầu với bác sĩ nổi tiếng Nguyễn Quang Ly. Cuộc hôn nhân được cho là vô cùng môn đăng hộ đối này, cho ra đời hai cô con gái là Jelly và Miley. Chồng bác sĩ, vợ luật sư, cuộc sống sung túc, giàu có, tưởng là không còn gì bằng. Thế nhưng nó đã kết thúc sau nhiều năm tháng bất đồng mệt mỏi. Mặc dù Nguyễn Cao Kỳ Duyên chưa từng chia sẻ gì về cuộc hôn nhân đầu tiên, nhưng bà Đặng Tuyết Mai có nói trong cuốn hồi ký rằng bác sĩ Nguyễn Quang Ly quá vô tâm, không đồng điệu được với tâm hồn giàu cảm xúc và phóng khoáng của Kỳ Duyên. Thậm chí ông còn nhiều lần thoái thác đưa vợ đi diễn xa. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt đó cứ tích tụ, cho đến một ngày tình cảm mòn nhạt hết. Kỳ Duyên quyết định đâm đơn ly hôn, cô trở về thời độc thân với hai cô con gái nhỏ, còn quá bé bỏng. Năm 2004, ở tuổi 39, Kỳ Duyên gặp được người đàn ông của đời mình, một nam luật sư. Thế nhưng chỉ sau 4 năm, cả hai bất ngờ tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Lý do được đưa ra là vì cả hai xa nhau quá nhiều. Sau hai cuộc kết hôn và ly hôn, Kỳ Duyên dường như thực sự suy sụp. 4 năm hôn nhân, người đàn bà đẹp không tuổi đã già đi khá nhiều. Tuy thế, bản năng mạnh mẽ và kiêu hãnh của một công chúa không thể quật ngã Kỳ Duyên. Cô nhanh chóng dạng người trở lại với cuộc tình thứ 3, một người đàn ông đẹp trai và tài hoa không kém là David Duy Hân. So với hai người đàn ông trước, David Duy Hân nổi trội hơn hẳn về phong độ và ngoại hình. Nhiều người thắc mắc tại sao ở tuổi 46 và giờ là 50, Kỳ Duyên vẫn giữ được bên mình người đàn ông như thế. Với sự hài hước quen thuộc, Kỳ Duyên trả lời: chỉ đàn ông đẹp mới có cơ hội yêu tôi. Mặc tin đồn David Duy Hân từng là tình cũ của Hồ Ngọc Hà, Kỳ Duyên vẫn vui vẻ khẳng định cả hai không quan tâm đến quá khứ của nhau. David luôn có mặt bên cạnh Kỳ Duyên, dù ở bất kỳ đâu, bất kỳ show diễn nào, họ sánh đôi với nhau như hình với bóng. Xuân sắc trở lại trên gương mặt của cựu công chúa, cựu luật sư, nữ MC danh giá, con gái của tuyệt sắc giai nhân Sài Thành. Đến giờ, Kỳ Duyên đã có thể tự tin nói rằng cô không cần một cuộc hôn nhân, chỉ cần một tình yêu bên mình. MC Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ về Việt Nam làm show tri ân sau 40 năm xa xứ. Hôm qua, ông Nguyễn Ngọc Ngạn cho đài Nam Á biết người nghệ sĩ thì không thể tránh khỏi những hiểu lầm hay phán xét chủ quan. Sau đây là cuộc phỏng vấn do hai nhà báo Nguyễn Giang qua điện thoại từ London và Thương Lê tại Bangkok thực hiện. Ông có thể chia sẻ với đài Nam Á những khó khăn và thuận lợi trong quá trình làm MC cho Paris by Night. Cái khó khăn thì thật sự là khó khăn chung của cộng đồng, đó là hay có những sự hiểu lầm trong cộng đồng giữa những người có tên tuổi, ví dụ như cá nhân Nguyễn Ngọc Ngạn, rồi Khánh Ly và nhiều người khác. Cộng đồng hay có sự hiểu lầm, rồi phán xét chủ quan của từng người hoặc từng nhóm, hoặc đôi khi điều mình làm. Tôi lấy ví dụ, một lần tôi sang Berlin, Đức với một số ca sĩ trong trung tâm Asia, thì những người đó lại muốn phổ biến một số những bản nhạc mà họ cho là cần phổ biến. Nhưng lại có một số người trong cộng đồng người Việt ở bên đó lại chống.
cho rằng không nên làm văn nghệ về phía Bá Linh. Trong đại đa số những người từ miền Bắc, những cái đó là những cái khó tránh khỏi va chạm trong cộng đồng. Bởi vì cộng đồng Việt Nam mình chưa bao giờ có sự đồng nhất về mặt chính trị. Về suy nghĩ thì có thể là giống nhau, nhưng cách thức để thực hiện suy nghĩ của mỗi người là khác nhau. Tôi cho rằng cái khó khăn nhất đôi khi xảy ra đối với những người làm văn nghệ như tôi là sự va chạm trong cộng đồng mà mình không muốn, nhưng không làm cách nào để tránh được. Thưa ông có thể nói về câu chuyện ông không được về hay không muốn về khi ở Việt Nam còn nhiều vấn đề không thoải mái cho người nghệ sĩ yêu tự do. Thật sự tôi chưa xin giấy phép về Việt Nam bao giờ, chỉ có một số cấp bầu show tư nhân thì sau khi đại đa số các nghệ sĩ nổi tiếng đã về nước rồi, chẳng hạn như Kỳ Duyên, Khánh Ly, Quang Lê, Chế Linh, thì sau khi những người đó đã mở đường về thì những bầu show tư nhân đã liên lạc với tôi rất là tha thiết. Và một lần tôi trình diễn tại Campuchia, họ từ Hà Nội bay thẳng sang Campuchia gặp tôi, mời tôi về. Thậm chí có những bầu show họ viết hợp đồng để chuyển đưa sang cho tôi. Nếu tôi nhận lời thì họ bắt đầu thủ tục xin giấy phép, nhưng mà tôi chưa có ý định đó. Nói thật sự ra thì vấn đề chính trị không nặng nề lắm. Từ khi Việt Nam đổi mới sang cơ chế thị trường, thì cái nhìn của tôi và rất nhiều người ở hải ngoại đối với Việt Nam khác đi rồi. Không phải Việt Nam thời bao cấp nữa, mà là cơ chế thị trường, tức là đi vào quỹ đạo toàn cầu hóa của thế giới hiện nay, thì vấn đề không khắt khe. Tôi thì đi nhiều, đọc nhiều, học nhiều, cho nên đầu tôi cởi mở chứ không cố chấp. Cứ thấy chữ cộng sản là cứ chống. Không phải thế, cộng sản của thời bao cấp khác, cộng sản thời cơ chế thị trường, tức hội nhập vào đặc trưng thế giới tự do, thế giới tư bản thì khác xa nhau. Nhưng việc tôi không về không phải 100% là chính trị, mà tôi cảm thấy tôi không muốn về thôi. Cho nên là Đài Nam Á hỏi là tôi có trở ngại gì trong nước. Thì tôi không biết, tôi không hề có ý định hay chưa hề nộp đơn để xin visa nên tôi không biết phản ứng trong nước thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ là không có trở ngại gì, là vì khi ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và chủ nhiệm người Việt tại nước ngoài, thì khi ông sang Canada, Đại sứ quán Canada ở Ottawa có phone cho tôi vào buổi chiều 4 lần, rồi Tổng lãnh sự San Francisco cũng có phone cho tôi chiều hôm đó, rồi ông Tô Văn Lai phone cho tôi từ bên California nói: "Em Ngạn ơi, Đại sứ quán ở Washington muốn nói chuyện với em." Thì tôi chỉ nói với ông Lai là anh cảm ơn họ dùng tôi nhưng mà tôi không có ý định về Việt Nam. Nhưng mà ông Tô Văn Lai nói với tôi một câu ngắn: "Mỗi người có một hướng đi cho mình, thôi em đã chọn con đường đó, anh tôn trọng quyết định của em." Trong một buổi chiều mà Đại sứ quán ở Canada phone cho tôi 4 lần, Tổng lãnh sự tại San Francisco phone, ông Tô Văn Lai nhận được một điện thoại của Đại sứ quán Việt Nam ở Washington và phone cho tôi, thì tôi nghĩ là một khi Đại sứ quán đã liên lạc với tôi, có nghĩa việc tôi về nước không trở ngại rồi. Trở ngại thì họ gọi tôi làm gì? Cũng như tôi nói rồi, tôi không có ý định về Việt Nam hay là chưa có ý định về Việt Nam. Đơn giản là như vậy. Hiện nay chính sách kiểm duyệt văn hóa của nhà nước ở Việt Nam, một số họa sĩ thì bị hủy tranh, một số show diễn của bà Khánh Ly thì bị hủy. Ông nghĩ sao về việc này? Tôi thì nghĩ đơn giản. Từ đầu khi tôi còn ở trong nước 3 năm trước khi vượt biển, tôi đã có một suy nghĩ mà sau này tôi thấy vẫn đúng. Có thể là chủ quan là lãnh đạo trong nước không đồng nhất. Thí dụ Bộ Văn hóa Thông tin cho phép nhưng Bộ Công an không cho phép. Thí dụ tôi nói trường hợp Chế Linh trước đây về nước, gặp thẳng Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có giấy phép trình diễn đàng hoàng, diễn khắp nơi. Nhưng vào đến Sài Gòn thì Công an không cho trình diễn. Nó như một hình thức phép vua thua lệ làng. Ở những nước tự do như bên Mỹ, Anh, Pháp thì không gặp trường hợp đó. Cơ quan nào cấp giấy phép là xong rồi, chứ không thể nào mà Bộ Văn hóa Thông tin cho trình diễn mà Bộ Công an lại không cho, thì cái giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin kia nó trở thành một tờ giấy không có giá trị. Và họ làm như vậy, họ không cảm thấy rằng người này dẫm lên quyền hạn của người khác. Đó là cái mà tôi thấy ở trong nước như thế. Còn chuyện như Khánh Ly hát bài Gia tài của mẹ thì mơ hồ quá, bởi vì câu hát bao nhiêu năm nội chiến từng ngày. Câu đó thì ngày xưa miền Nam Việt Nam thời của chúng tôi, Việt Nam Cộng Hòa thì cũng không bằng lòng câu đó. Mà đến bây giờ, phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại cũng không bằng lòng câu đó. Nhưng đó chỉ là một câu hát của một người nghệ sĩ. Người ta không cần phải có những lý luận sâu xa. Người ta chỉ thấy là miền Bắc Việt Nam đánh nhau thì gọi là nội chiến. Đó là một chữ có tính tượng trưng, nhưng không thể vì cái chữ đó mà cấm cái bài hát đó. Thành thử ra tôi thấy trong nước lãnh đạo không đồng nhất về tư tưởng. Kế hoạch của ông sau khi nghỉ làm MC cho Paris by Night là gì? Ông có ưu tiên gì không? Hiện bây giờ thì không có kế hoạch gì ngoài về nhà phụ vợ đi chợ nấu cơm. Tại vì phải nói một cách chân tình, 30 năm làm văn nghệ gần như cuối tuần nào cũng vắng nhà, đi show không nơi này thì nơi khác, gần như cũng thấy có một món nợ nho nhỏ với gia đình là cứ cuối tuần thì đi vắng. Vì ngay cả địa phương bạn bè thân hữu,
Những người quen hễ có tiệc tùng, có đám cưới hay gì thì cũng chẳng dự được, vì cứ cuối tuần là mình phải bay đi xa làm show. Bây giờ mình nghỉ là về nhà để trả cái nợ với gia đình, chở bà xã đi chợ rồi nấu cơm, làm vườn thôi chứ hoàn toàn không có một kế hoạch gì.